Thưa quý vị, bản tin sáng nay mùng 7 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Thanh Hóa và đây là ca F1 của chuyên gia Trung Quốc được nhập cảnh tại Yên Bái. Việt Nam hiện có 3.091 bệnh nhân. Cũng trong buổi sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội đã thông báo về 3 ca dương tính trên địa bàn, trong đó có 2 ca tại huyện Thường Tín và 1 ca tại huyện Đông Anh. Hiện thông tin này đang chờ xác nhận chính thức từ Bộ Y tế. Tỉnh Hải Dương cũng tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân sinh năm 1989 làm việc tự do và không ở nơi cố định, lưu trú nhiều địa điểm khác nhau với lịch sử dịch tễ phức tạp. Thành phố Hải Dương đã phong tỏa thêm một khách sạn là San Hotel do có liên quan đến ca mắc COVID-19 này. Từ 0 giờ ngày 7 tháng 5, thành phố cũng đã tạm dừng hoạt động các phòng tập thể dục trong nhà, các quán hát, phòng trà, cà phê để phòng chống dịch. Còn tại Hà Nam, đến 7 giờ sáng nay, Hà Nam ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân sinh năm 2004 ở thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, sau 4 ngày không phát hiện trường hợp dương tính mới, thì Hà Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Và đến thời điểm hiện tại, Hà Nam đã có 15 ca mắc COVID-19, trong đó 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố. Vào 21 giờ đêm ngày 6 tháng 5, thì ngành y tế Nghệ An đã có thông báo chính thức về một trường hợp ở thị xã Hoàng Mai có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Và ngay trong đêm, thì đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã có mặt tại thị xã Hoàng Mai tổ chức họp khẩn, triển khai các phương án khoanh vùng, điều tra dịch tễ để khống chế dịch. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai, hiện nay đã có 72 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính. Bệnh nhân có lịch trình đi lại phức tạp trong nhiều ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập gồm Tân Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành và Sơn Long.